Cô xin chào các bạn học sinh lớp 7 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn tiếp ở bài số 7 phần A2 nhé. Now, Unit 7, The World of Work, Session 8, A Student's Work. Now, A2, read and answer the questions. Rồi, bây giờ chúng ta vô phần A2 nhé các bạn. Các bạn mở tập và sách ra cùng chép bài với cô nha. Now, A2, page 73. Các bạn mở sách ra trang 73 cho cô nha. 73, 74. Ok. Now open your notebook and write out some vocabulary. Chúng ta mở tập ra và chép một số từ vựng nha các bạn. Now important. Từ thứ nhất cô thấy trong bài đó là từ important. Important, tính từ ha các bạn ha. Và từ này có nghĩa là quan trọng. Và nó có từ trái nghĩa nha. Nhớ học cái từ trái nghĩa của nó cho cô. Unimportant. Unimportant, không quan trọng. Và nó có trạng từ luôn. Importantly. 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 Danh từ nữa, importance, importance, sự quan trọng ha. Như vậy cái gia đình từ của chữ quan trọng nó có tính danh tính trạng hết ha. Danh tính trạng. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một số ngày lễ, một số ngày lễ ha. Ở các nước phương Tây người ta ăn rất là lớn nè. Ngày lễ thứ nhất đó là Easter. Easter, ngày lễ phục sinh, ngày lễ phục sinh. Các bạn là theo đạo Thiên Chúa thì biết cái ngày lễ này họ ăn ở bên phương Tây, những người có đạo họ ăn lớn lắm. Ngày lễ tại sao gọi là lễ phục sinh? Bởi vì họ tin rằng, những người đạo Công giáo họ tin rằng khi Đức Chúa Trời chết đi, ba ngày sau thì Chúa sẽ sống lại. Chúa chết vào ngày thứ sáu thì Chủ nhật Chúa sẽ sống lại. Thành ra người ta ăn mừng cái ngày này là mừng cái ngày Chúa Trời sống lại ha. Và cái này, ngày này nó diễn ra không cố định nha các bạn. Theo cái lịch Công giáo của họ tính thì có thể diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 ha. Họ cứ tính cái ngày Chúa mất đi là thứ sáu, thì 3 ngày sau tới ngày Chủ nhật là họ ăn mừng lễ phục sinh. Nó không có ngày cố định đâu, tháng 3 hoặc tháng 4 thôi. Và mỗi người có một cái niềm tin Công giáo ha. Đối với một niềm tin ha, đối với những người Công giáo thì họ rất là tôn sùng và họ ăn cái lễ này rất là lớn ha. Ngày tiếp theo đó là cô thấy cái ngày lễ quốc khánh của Mỹ nè. Mình thì có lễ quốc khánh của mình là vào 2 tháng 9 ha. Thì họ có lễ quốc khánh của họ là vào ngày 4 tháng 7, The 4th of July. Đó là lễ quốc khánh của Mỹ ha các bạn ha. Lễ quốc khánh Mỹ, The 4th of July. Một cái lễ mà họ ăn cũng lớn đó. Họ ăn lớn chẳng khác nào ngày Tết của mình luôn đó các bạn. Đó chính là Thanksgiving. Thanksgiving, lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn. Tạ ơn ở đây là tạ ơn ai? Thì họ quan niệm những người theo đạo Công giáo, cái ngày này họ được nghỉ làm đi nha các bạn. Họ được nghỉ làm và được tụ tập gia đình, anh em, bà con lại với nhau để họ ăn mừng, tổ chức những bữa tiệc rất là lớn. Họ tạ ơn ai? Họ tạ ơn những người đã giúp đỡ họ, cũng có thể là bạn bè, đồng nghiệp, hoặc là những người thân trong nhà, và lớn nhất là họ tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban tặng cho họ cái cuộc sống này. Đó là lễ tạ ơn ha. Và lễ tạ ơn này nó ở Mỹ thì nó diễn ra vào cái ngày thứ năm, vào thứ năm của tuần thứ tư của tháng 11. Tuần thứ tư của tháng 11 nha các bạn. Tuần thứ tư của tháng 11 và họ ăn vào ngày thứ năm. Cái ngày này là toàn bộ họ được nghỉ hết, ăn mừng lớn lắm. Còn ở Canada thì nó diễn ra vào thứ hai, vào ngày thứ hai, tuần thứ hai của tháng 10. Mỗi một nước họ có một ăn mừng một ngày lễ tạ ơn khác nhau, không có cố định đâu nha các bạn nha. Canada thì diễn ra vào thứ hai, tuần hai của tháng 10. Ở Hàn Quốc sau này châu Á họ cũng ăn mừng một cái ngày lễ tạ ơn luôn các bạn. Hàn Quốc họ ăn mừng vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Mình còn gọi là ăn lễ Trung thu đó các bạn. Hàn Quốc thì 15 tháng 8 âm lịch họ cũng ăn mừng cái lễ tạ ơn này. Ok. Chúng ta biết thêm một số thông tin cũng hay ha. Mặc dù chúng ta không có đạo Công giáo, chúng ta đạo Phật hay đạo Hồi hay đạo gì đi nữa, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu những cái phong tục, những cái ngày lễ để chúng ta biết thêm thông tin. Theo con nghĩ thì đạo nào cũng dạy cho con người chúng ta làm việc tốt hết, không có đạo nào xấu hết ha. Đạo nào cũng tốt hết. Chúng ta tôn trọng những tất cả các đạo trên thế giới này ha. Nào, Christmas đó là lễ Giáng sinh. Giáng sinh là sao? Giáng sinh là cái ngày mà Đức Chúa được sinh ra. Đức Chúa được sinh ra. Thì cái ngày này thật sự mà nói, khi mà Đức Chúa được sinh ra thì ở một nơi rất là lạnh lẽo,
thì người ta cũng cái thời đã xảy ra lâu lắm rồi, người ta cũng không biết chính xác được Chúa được sinh ra vào ngày mấy đâu các bạn. Sự thật là vậy, họ chỉ biết rằng Chúa được sinh ra vào một ngày lạnh nhất trong năm. Thế là những người theo đạo Công giáo họ quy định, họ nói là đêm 24, ngày 25 là sáng 25 là cái ngày, đêm 24 là cái ngày lạnh lắm, lạnh nhất trong năm đó họ. Thế là họ định ra là Chúa sinh ra vào đêm 24, sáng 25. Thì cái đêm 24 đó ta gọi là lễ Giáng sinh ha, Christmas. Đó là niềm tin của họ đây ha, Christmas. Christmas. Rồi chúng ta ghi lại hết những cái từ vựng này cho cô ha, ghi lại hết và cố gắng tập đọc ở nhà cho cô nha. Ok. Trong cái phần này chúng then ta sẽ thấy một lá questions. Thư, một lá thư. A letter from America. Sẽ gửi cho bạn Hoa từ Mỹ. June 1st. A letter from Dear America. Hoa. Now listen Hi. To How are you? Okay. I'm fine. Thanks for your letter. I like hearing about how students live in Vietnam. I find it really interesting. I think you have fewer vacations than American students. Is that true? Our longest vacation is in summer. Do you have a long summer vacation too? We don't have a Tet holiday, but we celebrate the New Year on January 1st. Our most important vacations are Easter, 4th of July, Thanksgiving, and Christmas. We usually spend time with our families on these vacations. What other vacations do you have? What do you like doing during your vacations? Please write soon and tell me. Your friend, Tim. 4th of July, Thanksgiving, and Christmas. We usually spend time with our families on these vacations. What other vacations do you have? What do you like doing during your vacations? Please write soon and tell me. Your friend, Tim. Now, a letter from America. Now, read this letter with me. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cái lá thư này với cô nha. Now, Dear Hoa. Bạn Tim viết thư cho bạn Hoa ha. Đầu thư bạn viết Dear Hoa, chú ý lại có phọt mét lá thư này các bạn. Dear Hoa, summer, phải có phẩy cái ha. Hi, how are you? I'm fine. Thanks for your letter. I like hearing about how students live in Vietnam. I find it really interesting. Bạn ấy bảo là bạn ấy rất là thích biết về thông tin mà những học sinh ở Việt Nam sống như thế nào ha. I find it really interesting. Và bạn ấy nhận thấy sao? Điều đó thật là thú vị. Các bạn chú ý cho cô cái điểm ngữ pháp này nha các bạn. Nào, I find it really interesting. Đây, find này thấy chưa? Sao find các bạn thấy là một cái subject is nha. Subject is. Rồi tới tính từ interesting. Đáng lý ở đây có một động từ to be so is nữa đó các bạn. Nhưng mà ở cấu trúc này ta có quyền loại bỏ chữ be. Loại bỏ động từ be. Thành ra sao be thì phải là một tính từ. Và như vậy thì các bạn nhớ cho cô một cái điều đơn giản thế này. Find plus adj. Sao find chúng ta tìm cho cô một tính từ. Tôi nhận thấy nó thật sự thú vị. I find it really interesting. I think you have fewer vacation than American students. Okay. Tôi nghĩ bạn có ít kỳ nghỉ hơn những học sinh ở Mỹ. Học sinh ở Việt Nam mình có ít kỳ nghỉ hơn ở Mỹ. Chắc vậy ha. Đúng vậy hả các bạn ha. Is that true? Our longest vacation is in the summer. Kỳ nghỉ dài nhất của bạn ấy là vào mùa hè thì mình cũng vậy thôi ha. Kỳ nghỉ dài nhất mình cũng là vào mùa hè này giống ha. Do you have a long summer vacation too? We don't have a Tết holiday. Bên đó người ta không có ăn cái ngày gọi là ngày Tết như mình. Mình ăn vào ngày Tết âm lịch đúng không? But we celebrate the New Year on January 1st. Nhưng mà chúng tôi ăn mừng, tổ chức ăn mừng năm mới vào ngày 1 tháng 1 là ngày Tết Tây đó các bạn. Tết ở trên người ta gọi là Tết dương lịch. Còn mình ăn Tết theo Tết âm ha. Theo Tết âm. Thật ra Tết Tây sẽ diễn ra trước. Xong rồi mới Tết ta của mình. Mới tới Tết ta của mình ha. Lịch Tết Tây thì tính theo mặt trời, còn Tết ta thì tính theo mặt trăng. Thành ra hai ngày nó không có giống nhau ha. Thường là lịch âm sẽ đi sau lịch Tây, lịch dương. Our most important vacations are Easter, 4th of July, Thanksgiving and Christmas. Rồi các bạn chú ý cái từ này nè. Những kỳ nghỉ quan trọng nhất của chúng tôi. Các bạn thấy từ important vacation.
Chữ important hồi nãy chúng ta nghiên cứu nó vừa có tính, vừa có trạng, vừa có danh, nhớ không nè. Như vậy tại sao ở đây nó dùng tính từ important mà nó không dùng danh, nó không dùng trạng? Bởi vì các bạn thấy là phía sau nó có danh từ vacation. Thấy rõ chưa? Vacation. Vacation là danh từ. Như vậy cái từ important này nó đứng trước danh từ vacation, nó bổ nghĩa cho danh từ vacation. Thành ra chúng ta phải chọn nó là tính từ. Chú ý cách dùng word form cho cô nha các bạn nha. Kỳ nghỉ, những kỳ nghỉ quan trọng nhất của chúng tôi. Our most important vacation. Easter, lễ phục sinh nè, nhớ không? 4th of July, lễ quốc khánh của Mỹ nè ha. Thanksgiving, lễ tạ ơn. And Christmas, và Giáng sinh. Giáng sinh mình không có được nghỉ đúng không? Nhưng mà bên người ta Giáng sinh người ta được nghỉ. Người ta nghỉ ăn mừng rất là lớn các bạn ơi. Người ta nghỉ là từ cái ngày 24 ha, 25 ha. Rồi ta nghỉ đến ngày tới Tây luôn. Tại vì 24, 25 tháng 12 xong rồi vài ngày nữa là tới 1 tháng 1 rồi, tới Tây rồi ha. Người ta nghỉ nguyên một cái tuần đó luôn. Ok. We usually spend time with our family on this vacation. Và vào những cái dịp này nè, những cái kỳ nghỉ này nè, họ thường dành thời gian cho gia đình thôi ha. Cho dù đi làm ở đâu xa xôi, người ta cũng tụ tập lại với gia đình. Gia đình là số 1, gia đình là trên hết, đúng không các bạn? Ở bên ngoài chúng ta làm việc cực nhọc như thế nào, nhưng mà về tới nhà chúng ta thấy chúng ta rất là bình an, đúng không? Rất là hạnh phúc. Có gia đình, có nhà, có cha mẹ, có anh em, là niềm hạnh phúc. Đó là chốn để chúng ta quay về. Ok. What other vacation do you have? Còn chừng kỳ nghỉ nó khác nào mà bạn có đây? What do you like doing during your vacation? Bạn thích làm gì suốt kỳ nghỉ? Đó là bạn Tim hỏi bạn Hoa ha. Please write soon and tell me. Hãy hồi âm sớm cho tôi và kể cho tôi tất cả những cái điều đó để your friend Tim. Rồi, như vậy chúng ta đọc kỹ lại cái lá thư của bạn Tim gửi cho bạn Hoa ha. Rồi chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi ở trang 74. Đó, bà mở sách giáo khoa trang 74 ra cho cô ha. Now questions. Cô coi thì cô thấy chỉ có 3 câu hỏi thôi ha, ngắn thôi ha. Now 8. Which American vacation is the longest? Kỳ nghỉ nào ở Mỹ là kỳ nghỉ dài nhất? Có một cái kỳ nghỉ mà giống người Việt Nam mình luôn. Nó là kỳ nghỉ gì nè? Nãy mới đọc rồi. Summer vacation. Ok. Summer vacation is the longest in America. Kỳ nghỉ hè là kỳ nghỉ dài nhất ở Mỹ, Việt Nam cũng vậy. Vô kỳ nghỉ hè là sướng nhất, khoái nhất, được nghỉ ở nhà tới 3 tháng, sung sướng vô cùng, đúng không nào? Now B, what does Tim do during his vacation? Bạn Tim làm gì suốt trong kỳ nghỉ của bạn ấy? Phải làm gì nè, đọc lại lá thư đi nè. Chúng ta đọc lại lá thư ở trang 73 là chúng ta sẽ trả lời được thôi ha. Đoạn thứ hai ở lá thư ở trang 73 đã đọc và chúng ta trả lời nha. Nice. Tim spend time with his family during his vacation. Bạn hãy dành thời gian với gia đình suốt trong kỳ nghỉ chứ còn làm gì nữa nè ha. Nghỉ là phải quay về với gia đình thôi. Ok. Nào B, C. Do Vietnamese students have more or fewer vacation than American ones? Theo các bạn, học sinh Việt Nam có kỳ nghỉ nhiều hơn hay ít hơn học sinh ở Mỹ? Ít hơn hay nhiều hơn đây? Chúng ta đếm được rồi, một năm chúng ta được nghỉ những ngày nào nè. Đầu tiên Tết vô ha, 30 tháng 4 1 tháng 5 rồi cái gì nữa? Bây giờ mình thử thêm nghỉ ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, rồi Quốc Khánh 2 tháng 9. Còn không các bạn? 2 tháng 9 rồi kỳ nghỉ Tết hết giờ, như vậy là chúng ta ít hơn đúng không nè? Trả lời nè. Vietnamese students have fewer vacation than American students. Học sinh Việt Nam có ít kỳ nghỉ hơn là học sinh ở Mỹ. Ok, now write down your notebooks. Chúng ta viết hết những cái câu trả lời này vào trong tập cho cô nha. Nhớ chép bài đầy đủ nha các bạn. Chép hết vào. Có 3 câu hỏi thôi. Bài này ngắn. Rồi, bài học chúng ta đến đây là hết ha. Stop here. Homework. Nào lên vocabulary. Luôn luôn cái kết thúc bài học là thầy cô cũng dặn các bạn là học từ vựng hết. Nó là phần quan trọng nhất ha. Do exercise, làm bài tập các cô gửi nha. Repair unit 7, 8, 4. B1, 3, 4. Tại sao không có A3? Bởi vì A3 chúng ta được giảm tải nha. Tại sao không có B2? Tại vì B2 cũng được giảm tải luôn. Như vậy chúng ta còn lại 4 phần. Đó là A4, B1, 3, 4. Chuẩn bị cho cô 4 phần này. Tuần sau cô sẽ gặp lại các bạn nhé. Now goodbye and see you again. Chào và tạm biệt.